Hiện tại em đang làm ở đâu ạ? Thất dạ, nghiệp, tại nói ta thất nghiệp mà hỏi. Thất nghiệp. Ủa đau quá ta. Vậy thôi, thu ngăn này thôi, về nhà thu tiền của anh cũng được. Con tên là Trần Thị Cát Phương, con năm nay 29 tuổi. Nghề nghiệp là con đang làm thu ngân. Thu ngân, ở đâu? Dạ, con làm ở quận nhất ạ. Mà đợt dịch vừa rồi thì cửa hàng con đã đóng cửa. Nên bây giờ con đang tìm một nơi làm mới ạ. Rồi nhà mình ở Sài Gòn luôn hả? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, con ở quận 8. Xin mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trần Hồ Tân Hồng, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Quê em ở Đồng Tháp và hiện tại đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quận mấy? Dạ, quận 7, đang có công trình quận 7. Rồi, quận 7 qua quận 8 cũng gần ha. Rồi nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là con sống tình cảm, con biết vẽ. Còn khuyết điểm của con hơi nhiều một chút là con hơi ít nói. Với lại là con nấu ăn dở lắm, con hay quên nữa. Dạ. Còn bạn bên kia làm sao? Ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, không biết hút thuốc. Nhược điểm thì không biết nấu ăn. Rồi hai đứa này ăn cơm tiệm luôn. Nhắc gì ăn bị gói quá anh. Rồi bạn đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ, con trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ nhất là năm 22 tuổi, được 2 năm. Rồi mối tình gần đây nhất là cũng 2 năm, con chia tay được mới 1 năm ạ. Còn nhưng mà lý do tại sao lại chia tay? Yêu xa cho nên là tình cảm cũng nhạt dần. Còn bên đây mấy mối tình? Vài mối tình. Vài mối hả? Dạ. Tỷ lệ bên đó là thua bên đây rồi đó nghe. Bên đây người ta có hai mối tình thôi. Chào Cưng. Ừ. Rồi bây giờ Cưng muốn cái người bạn gái của Cưng phải như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, biết kính trên nhường dưới. Đừng nói biết nấu ăn nha. Tóc dài. Không cần biết nấu ăn đúng không? Chứ bên đây là người ta không biết nấu rồi đó. Quan trọng là tinh thần về học mà, chị ơi. Dạ. Gia đình hai đứa lấy nhau thành gia đình mì tôm. Rồi cái điều mà em không thích ở bạn gái là gì? Bạn gái là đừng có xâm hành. Cái tình hình kinh tế bên nhà gái bên tôi hiện giờ là đang cực kỳ suy thoái. Là tại vì cái dịch vừa rồi cho nên bên nhà gái chúng tôi hiện giờ đang thất nghiệp. Bên nhà trai thấy sao? Có cu mang nổi hay không? Chắc cũng được chị, chắc cũng được chị. Được đúng không? Kỹ sư xây dựng mà gì? Gói thì bao la. Bao la đúng không? Dạ. Gói bao la. Bao la. Bánh bao vô tư. Cứ mì gói bánh bao hoài luôn. Này, chào em gái. Dạ, con chào chú. Sao buồn vậy? Dạ, con hơi hồi hộp. Hồi hộp cười tươi lên. Trời ơi, bà mối Hồng Vân đến đây mà để cho cô gái buồn quá con. Bây giờ con thích người đàn ông của con mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng con là giống chú Quyền Linh. Này, đẹp trai giống... Đẹp trai hơn... Đẹp trai hơn chú Quyền Linh. Được không? Đẹp hơn chú Quyền Linh được không? Ừ, mặt dạ, tươi. Được. Da đen hơn chú Quyền Linh. Không, da xem chú Quyền Linh ha. Nói chung là đẹp em trai. Cao nhiêu, em cao nhiêu vậy? Dạ, 1m68 ạ. Bây giờ hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với mẹ. Dạ, chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Chào khán giả trường quay. Thế tôi nhận thấy thì cậu trai này dễ nhìn, thấy dễ mến. Cảm ơn. Cảm ơn. Rồi nếu hai con có cho cơ hội thì tìm hiểu nhau. Bây giờ là em trai, ai đi với em giới thiệu cái coi. Dạ, em đi với mẹ, bạn thân, mấy anh chị đồng nghiệp trong ty với hai anh em họ. Chào quý vị khán giả trong trường quay, còn chào bên đàn gái, chào cháu. Dạ, con chào cô. Cháu gái bên này thì giòn cũng dễ thương, dễ mến. Nếu được thì hai con cứ cho nhau cơ hội tìm hiểu. Bây giờ nè, đàn gà trai á, mình nói vài câu với đàn gái đi. Mình giao lưu một chút đi, hai bà xui tương lai. Hai bà xui đó. Đúng rồi. Chào cầm video đi chị. Chào chị. Nếu mà được thì hai gia mình làm xui ha chị. Dạ. Vui vẻ ha. Dạ. Dạ, em nay là 53 tuổi. Còn chị? Tôi năm nay 55 ạ. Dạ. Dạ, dạ xin chị nếu em. Nếu có cơ hội hai chị em mình làm xui. Dạ, rồi hai chị em bước tới ôm giao lưu cái đi. Ừ đó. Trời ơi, tình cảm biết đâu. À. Bây giờ mở rào thôi Vân. Ừ, đúng rồi. Mở rào. Mở rào. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Và Mối Hẹn Hò cùng hai MC cười khà 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 với các cặp đôi hôm nay nhé. À, anh có món quà muốn tặng em? Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ không. Mở cái hộp ra coi là gì chẳng.
hình trái tim được xếp bằng những tờ đồng 1.000 và 2.000 ạ. Đâu đưa coi coi. Dạ, ý nghĩa là sao cưng? Em muốn gửi những trái tim có cánh này gửi đến bạn gái, để gửi những lời yêu thương bạn gái. Dạ, em cũng có món quà tặng lại anh. Gì vậy? Nói đi. Dạ, món quà này là bức tranh, không phải bức tranh em vẽ đẹp nhất mà là bức tranh ý nghĩa nhất đối với em, là em vẽ cái bộ áo cưới mình ao ước à. Em thích làm thiết kế hả hay sao? Dạ đúng rồi, ước mơ của con là làm thiết kế. Ok, cái này chắc bỏ nghề thu ngăn đi làm thiết kế. Đâu, được, mở cho khán giả coi có đẹp không? Đó, cái mẫu áo cưới của cổ đó. Con vẽ đó hả? Dạ. Xuất sắc. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi. Không, để được vậy là xuất sắc đó. Đó. Cái này nếu mà con đo cô Vân con Mai khác kịp chú nha. Tại sao mình không đi học thiết kế đi? Dạ, tại vì con hồi đó con có học thiết kế, nhưng mà tại vì điều kiện gia đình không cho phép nên con bỏ giữa chừng con đi làm à. Chắc là học phí cao hả? Dạ. Thiết kế thì một khóa thì khoảng bao nhiêu con? Gần 20 triệu. Bên nhà trai coi sao. Để nhà trai lo. Trời ơi, tưởng cái gì nó lớn lao. Bây giờ con có muốn đi học lại không? Ăn mì tôm để dành được. Dạ. Được, em nói đi, anh sẽ lo cho em học thiết kế. Anh sẽ lo cho em học thiết kế và lo những chuyện khác đó. Nữa. Em dễ thương quá. Dạ, em rất là. Ngoài tiên liệu luôn đúng không? Dễ thương dạ, ngoài rồi, tiên. Thấy bé mặt nó cứ buồn buồn á. Em cố gắng làm sao về em cho nó cười hoài đi. Chị thấy nó u uất cái gì mà mặt nó cứ buồn luôn hoài nha. Ừ. Dạ. Con cười tươi lên nào, cười tươi lên rất là đẹp. Ờ, hiện tại em đang làm ở đâu ạ? Thất nghiệp, tại nó ta thất nghiệp mà hỏi. Nỗi đau của ta. Thôi thu ngăn này thôi về nhà thu tiền của anh cũng được. Nó giữ tiền của anh xong đi học thiết kế. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Trời, dạ. Nói thấy thương hết sức luôn rồi. Nếu mà hẹn hò thì một tuần mình gặp nhau mấy lần à? Dạ, em nghĩ quận 7 với quận 8 nó gần, chắc là một tuần mình gặp mấy lần được à? À, anh thì làm ở quận 7 thôi, nhưng mà hiện tại đang ở quận 9. Quận 9 với quận 8 cũng gần. Sát bên, 8-9 sát bên. Cái bên, quận 7, 8 cũng vậy. 9. Dạ, đúng rồi. Dạ. 7-8 cũng vậy mà 8 vậy. Này, cuối tuần này chắc mình triển luôn đi. Ngoài thích vẽ, thích thiết kế còn thích gì nữa không? Dạ em thích ăn uống, thích du lịch, thích đi chơi với bạn. À, anh. Còn anh với bạn thì đi chơi với anh. Dạ chừng nào có anh thì mới thích đi du lịch với anh. Thì anh thì anh thích thể thao, chứ cái nữa giờ thích đi chơi với em. Đó, thì đó, trời cưng quá. Hay được, hay được nha. Dạ. Ví dụ này được à. Anh ghen có một tí à. Đi đâu đi chơi với ai phải nói để biết, lỡ đi ra ngoài đường hay khơi bị nào bắt cóc rồi sao là được. Rồi đừng có nhắn tin liên lạc với người yêu cũ các kiểu, không được. Dạ, cái đó thì em không có à. Còn em ghen dữ không em? Dạ không ạ. Em thì em nghĩ là ai cũng có những cái mối quan hệ khác ngoài cái mối quan hệ yêu đương, miễn là mình biết chừng mực là được rồi. Đúng rồi, nhưng mà phải rõ ràng. Dạ. Đúng rồi. Anh có lăng nhăng không ạ? Không, không có lăng nhăng lắm đâu. Không có lăng nhăng lắm hả? Nói chung là anh có lăng, nhưng mà nhăng cũng có. Nhưng lúc nào lăng là lăng, còn lúc nào nhăng là nhăng. Lăng phải cái nhăng. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Anh với em cũng xem tuổi cũng lớn rồi, coi được cuối năm cưới luôn em ơi, coi được cuối năm cưới luôn em ơi. Rồi bây giờ cưới nhau rồi ở nhà ai? Hiện tại em đang ở nhà quận 9 á, thì được thì bạn gái về nhà em ở. Em trai bước tới nắm tay em gái. Nắm tay ca hát để đi cho nó vui nè. Cho tay hát bài gì đó nắm tay. Vừa đẹp người phọt phiết đồ ngon lành. Cho anh xin nắm tay. Dạ. Yeah. Nhìn cô gái hát. Tìm được người con gái thật dịu dàng dễ thương, với tóc đuôi dài như án mây phiêu bồng. Một người thật đầm thắm, một người chịu sẻ chia, biết lắng nghe lòng tôi những khi tôi buồn. Nhẹ nhàng vòng tay nàng ôm lấy tôi, ngàn lần buồn sao chợt tan. Em trái tim anh đã bị em cướp đi rồi, giờ em phải đền bù cho anh là để anh quan tâm chăm sóc em trong thời gian sắp tới. Dạ. Yeah. Trời ơi, rụng nụ luôn á, rụng nụ luôn. Kiểm tra con tim của mình xem thật sự nó rung động chưa các bạn. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng.
Hãy nắm tay. Bây giờ bắt đầu chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi nói vài lời với bác đi. Dạ bác ơi, cho con xin phép được quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em. Rồi em gái nói gì với... Thiệt luôn á. Dạ lòng... chào bác ạ. Con cảm ơn bác đã sinh ra một nửa mà con đang tìm kiếm. Dạ thưa mẹ đi. Mẹ hay má? Dạ thưa mẹ. Đó. Trời. Bên đây nè, không lẽ mình thua. Thưa mẹ. Thôi. Và bây giờ là cái hôn đầu tiên nè. Dạ xin phép mẹ cho con hôn vợ con một cái. Dễ thương. Em tên là Nguyễn Mạnh Phước, năm nay em 28 tuổi. Em sinh sống tại Đắk Lắk và hiện tại đang làm việc tại Bình Dương. Em làm kỹ thuật viên của công ty thiết bị y tế và cáp quang. Rồi, mời em giới thiệu đi. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào bạn nam bên kia và chú Viên Linh. Con tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay con 26 tuổi. Sinh ra và lớn lên tại Củ Chi, Hồ Chí Minh. Củ Chi hả? Con ở Củ Chi hả? Dạ, ở Củ Chi ạ. Con làm nghề gì? Dạ, con làm giáo viên tiếng Nhật. À, giáo viên tiếng Nhật hả? Dạ. Ồ, là dạy ở Củ Chi luôn? Dạ, hiện tại là con dạy ở nhà. Vậy là hợp lý rồi, Củ Chi với Bình Dương sát bên. À, vậy đó hả? Ừ. Chi, Bình Dương sát bên luôn anh. Qua cầu Phú Cường là tới Củ Chi, ý quên tới Bình Dương. Thôi, như vậy là hợp lý ha? Dạ. Em trai, hãy nói cho đàn gái biết những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em là em rất là sạch sẽ, gọn gàng. Em nấu ăn ngon, với lại em không hút thuốc và em không biết nhậu. Uống cỡ tầm một ly là cái mặt tái luôn anh. Say. Tốt ha, nấu ăn ngon tốt ha. Dạ, em nấu ăn ngon anh. Được rồi. Rồi, còn bên đây, bạn bên đây nè, điểm yếu, dạ, điểm mạnh. Ưu điểm con là biết lắng nghe với nhường nhịn, chịu, nói chung là chịu đựng để qua tất cả. Biết chịu đựng đúng không? Dạ. Còn khuyết điểm là những gì mà mình bực, mình bị kiểu như là mình ấm ức trong lòng thì không có nói ra với ai hết. Với lại là đi đường hay bị buồn ngủ. Đi đường hay bị buồn ngủ? Dạ, chạy xe hay bị buồn ngủ. Cái tật đó là phải bỏ. Dạ. Và cái tật mà ấm ức, mà chấp nhận, mà chịu đắng nuốt cay cũng bỏ luôn. Mình không lý do gì mình phải ấm ức như vậy, mình phải nói ra, mở lòng ra. Dạ. He. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con có 2 mối tình. Mối tình đầu tiên là năm con học lớp 12. Còn lớp 12 cuối... thôi bỏ đi, rồi cái mối tình mối tình theo. Cuối cùng là lúc con mới vừa về nước. Con vừa về nước hả? Dạ. Con nghĩ là con đi học ở đâu? Dạ, con đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản. À, rồi. Con về nước là quen với anh đó là cũng như là mối nhà, buôn bán với nhà. Ừ. Nhưng mà cái thứ nhất là không hợp, với lại bị áp lực từ gia đình. Nên con đã chia tay. Cái đó con quen được mấy năm? Lúc đó là mới được có 3-4 tháng à. Dạ. Nay lâu mau rồi? Chúng được 1 năm, hơn 1 năm rồi. Rồi đàn trai. Dạ. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình anh. 3 mối hả? Dạ. Mối ngắn nhất là... Dạ, mối ngắn nhất là 5-6 tháng cái thời sinh viên anh. Còn có mối dài nhất là cái mối tình cuối cùng. Em lúc đó em cũng còn trẻ lắm, mình muốn bay nhảy, mình muốn tìm tới một cái con đường khác hơn. Muốn đi nước ngoài thì em cũng có đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Đi ủa vậy hả? Sinh. Dạ. Ủa vậy hai bạn cùng đi bên Nhật về? Dạ em cũng có đi, nhưng mà lúc đó em đi có 1 năm thôi anh. Là cái mối tình đó là lúc em học tiếng Nhật năm 2016 đó, em quen bạn gái đó. Khi học xong rồi em đi qua em đó thì hai người khoảng cách xa xôi á. Xong cũng ít có liên lạc, kiểu sao mà cách lòng á, tình cảm nó cũng nhạt nhòa rồi, hai người nó cũng không có chung quan điểm á. Tụi em đã quyết định chia tay. Em chia tay cũng được 1 năm rồi. Ủa, hai bạn này đồng điệu ghê luôn á. Đúng đi cùng đó. Đi xuất khẩu bên Nhật nè. Đúng rồi. Rồi cùng chia tay ở không 1 năm nè. Bây giờ hai bạn thử hỏi nhau về bên Nhật vài câu tiếng Nhật đi. Đúng rồi. Hajimemashite. Hai. Nansai desu ka? Watashi wa kotoshi 26 desu. Sumi wa nan desu ka? Dokuso desu. So desu ka. Ma ima doko ni sende imasu ka? Kuchi kara kimashita. Shimachu wa jikan attara itsu ni de Deto desu ne. Hay. Hay arigato gozaimasu. Mình nghe mình không hiểu gì, mình cảm thấy mình khó chịu với sợ luôn á. Thật sự mà anh.
nhiều khi á nó nói hai đứa nó nói à, anh có hiểu không anh? Linh thấy ghét quá rồi bên kia nó bà Hồng Vân bà làm sao sao đó là chết không có được không có được. Ông Linh hiểu đó Vân. Hiểu cái gì? Linh hiểu hết luôn á. Hiểu gì dịch tôi nghe coi. Để chút khi nào nó dựng lại dịch sao. Em gái ơi, em có biết bài Chubasa không? Em biết đó mà em không thuộc nó. Rồi hai người cùng hát bài đó thử xem nào. Vậy anh hát cho em một khúc cho em nghe nha. Rồi. Dạ cảm ơn hai anh. Hai người cùng hát lớn lên luôn nha. 2, 3. Ima watashi no negai ikoto ga kanai chubasa nagasa ga hoshi kono hosora ni tsubasa o hiroge donde yukitai yo. Bài hát đó là giống như là nói về những loài chim ngoài thiên nhiên như chắp cánh bay xa những ước mơ vậy anh. Rồi coi như một cái ước mơ đã bay xa ha. Nói về chim với lại rồi. Là bay xa rồi thôi. Dạ dạ. Ừ. Dạ chào chú Quân Linh. Làm như là ở Nhật lâu chắc cũng giống người Nhật ghê luôn á. Y chang luôn rồi đó. Trời ơi, giống Nhật quá trời rất luôn rồi đó. Bạn này giống mấy con búp bê Nhật á. Dễ thương. Bây giờ ông muốn tìm một một người yêu như thế nào? Dạ, không hút thuốc. Không bị đầu hói. Rồi, ông sốc nữa rồi. Ông Quyền lên ông sốc. Em không có hói đâu anh. Có người hói thôi, còn nó không có hói. Đi nước ngoài rồi mà vẫn tư tưởng không thích đầu hói là sao? Người ta không thích thì người ta không thích. Nghe tôi bực mình. Ừ, người ta không thích. Tư tưởng tiến bộ là không có hói hiếc gì đây chứ á. Dạ, nghe chị. Ừ, cưng. Dạ. Cưng muốn cái người bạn gái của mình sao nè? Dạ, em muốn người gái của em nhỏ nhỏ, xinh xinh. Em muốn một cái người phụ nữ hiện đại hay là truyền thống? Em muốn một người phụ nữ truyền thống. Nhưng mà khi đi chơi đồ thì có thể phá cách rồi cho nó tin lên. Vừa phụ hiền truyền thống vừa hiện đại ha. Dạ, dạ. Em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ là hay bừa bộn vậy. Dạ, nãy giờ hát tiếng Nhật với nhau rồi nói về cái điểm mạnh điểm yếu, em thấy cái bạn này là bao nhiêu phần trăm phù hợp với cái suy nghĩ của em? Dạ em thấy thường thường thì hai người quen nhau thì nếu mà cùng chung cái cách nghĩ cùng chung cái quan điểm thì nó dễ cái bất đồng. Ví dụ như bạn nữ bạn kêu là bạn hay là có cái gì hay để trong lòng hay giấu còn nói ra, còn cái tính của em á là em là cũng văn quản, là em thật thà. Nói chung cái gì mà trong cuộc sống gia đình hay trong hôn nhân hay là bất cứ một việc gì thì em cũng là người chủ động chia sẻ trước. Em sẽ hỏi, em sẽ quan tâm, em sẽ hỏi là đến khi nào mà người vợ của em hay là bạn gái và em nói ra được những cái sai, những cái lỗi lầm đó rồi hai người sẽ cùng nhau bàn cách để khắc phục và cố gắng để vun đắp hơn nữa, chứ không được im lặng. Nếu mà cuộc sống gia đình mà chỉ có im lặng xong thì chắc chắn là sẽ rất là dễ đổ vỡ. Đó, thấy chưa? Dạ. Thế tôi nói từ đầu em chưa? Thấy rất là hợp với em nhỉ? Ừ, không có phải im lặng cái nói gì thôi phải chứ, nói ra. Bên đàn gái đó rất là dễ thương, gọn chắc ha, rất là dễ thương, mặt xinh. Nãy mà chị Hồng Vân nói là giống búp bê đó. Búp bê Nhật Bản. Thấy mấy bạn gái Nhật Bản toàn đánh má hồng không? Bây giờ nè, em ngồi dưới đây đi. Em nhìn 4-5 người hàng ghế đầu. Em coi coi ai là người bà con với cô gái ngồi kế bên. Không, dạ, em chứ mấy bà con, em luôn. Thì nói gì luôn, đây bà là con. Bạn nữ mặc áo jean. Áo jean đó hả? Dạ, áo jean đó. Rồi, vậy đoán sai rồi. Sai quá, sai à, sai. Là bạn áo jean sai thì bạn áo... vàng. Đó. Đúng rồi, cái mặt y chang cúp bế mà của Nhật Bổn á là đó đó. Dạ mặt dễ thương mà có sao. Dễ thương lắm. Nhìn như con búp bê vậy đó. Ừ. Hôm nay là đi với Dạ đi đi mẹ, chị và em gái. Rồi, mẹ ơi, mẹ cho ý kiến đi mẹ. Dạ con chào cô. Chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân. Dạ. Dạ chào hết bà con có mặt trong trường quay hôm nay. Mình là mẹ của bé Hoa, nói chung là thấy cháu trai bên này thì cũng được. Thì giờ đến đây cũng một cái duyên của hai cháu, của hai con, thì cho hai con cứ cho một cơ hội đi để mà tìm hiểu. Nếu được thì mình hãy tiến xa hơn. Yeah. Xin hết. Yeah, em gái đúng không? Em là em hả? Em là em gái. Em gái hả? Dạ. Em gái là
Nhiều sao? Tuổi em gái nhiêu tuổi rồi? Dạ em bằng tuổi chị. Ủa sao vậy? Dạ em sinh đôi. Sống xanh hả? Hèn gì mà giống quá trời quá đất. Ý nói nghe nè. Ví dụ mà quen á rồi có nào bị lộn không trời? Dạ không. Khác nhau vậy, vấn đề gì nói trước nghe coi. Dạ khuôn mặt nó khác nhau chứ Quân Linh. Chút xíu à, khác chút xíu à, đúng không? À, dễ nhầm lắm. Dạ em ra riêng rồi, em lấy chồng à. À vậy hả? Mà, cảm ơn gia đình. Còn đàn trai đi với ai? Dạ em đi với ba mẹ với lại cô, với lại em gái với lại anh với chị ạ. Rồi dạ, mời ba mẹ cho ý kiến ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào quý vị khán giả trường quay. Và cô chào con. Dạ con chào cô. Cô thấy con cũng xinh, cũng dạ, hiền lành cô. Thì hai đứa mà có duyên với nhau thì hãy cho nhau một cơ hội. Dạ. Nói chung là hai gia đình hôm nay là đã chứng kiến cuộc nói chuyện này rồi. Bây giờ lại cho hai trẻ gặp mặt đi, rồi hai trẻ cảm nhận thế nào. Đó, nha. Đó, đúng rồi. Mở rào. Chào em. Chào anh ạ. Thành công quà tặng về em. Em cảm ơn anh ạ. Mở ra nha. Dạ. Đó, coi là gì nè. Dạ chiếc gối cái đồng hồ. Chiếc gối với cái đồng hồ anh muốn gửi tặng cho em, mang một thông điệp là chiếc gối thì làm bằng đinh lăng. Trong cái đinh lăng thì giúp buổi tối em ngủ sau những ngày mà dạy học mệt mỏi á, thì em sẽ có giấc ngủ sâu hơn, rồi sáng ngày sẽ tỉnh giấc dậy mà em đừng quên hạn giờ đồng hồ, vì mỗi sáng thức giấc dậy tiếng đồng hồ reo em sẽ nhớ đến anh. Đó là cái thông điệp mình gửi đến em. Dạ cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn gửi tặng anh ạ. Tôi về tôi mua cái gối đinh lăng tôi nằm. Đây là cây phát tài nhà em trồng. À. Cây phát tài bước sen này là ba em dầm mưa đi hái. À, nên có ý nghĩa là chúc anh gần ngày phát tài phát lộc hơn. Ừ, cảm ơn. Em đang ở Củ Chi, anh thì chưa có dịp đi qua Củ Chi chơi lần nào hết. Anh hy vọng sau chương trình này rủ anh đi tới Củ Chi chơi cho biết Củ Chi. Dạ. Anh thấy em rất là dễ thương. Em cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Em không biết nói sao á. Cảm nhận của mình khi mà mình gặp anh lần đầu tiên như thế nào? Cái coi đẹp nè. Đó, có nói là nói tiếng Nhật. Bây giờ xấu hả? Là sao em cái từ đó anh cũng quên mất rồi. Anh cảm ơn đại với em quên từ đó rồi. Nhìn anh rất là men. À men, cảm ơn. Anh muốn hiểu em là cái quan điểm về tình yêu của em là như thế nào? Dạ, tin tưởng lẫn nhau anh. Nếu mà mình tiến đến hôn nhân á, thì em nghĩ là thời gian bao lâu là mình có thể đi đến cái hôn? Cái này em tùy thuộc vào cái tính cách mình có phù hợp hay không. À. Nếu như em cảm thấy là phù hợp thì mình sẽ tiến đến hôn nhân nhanh. Còn mà không phù hợp thì có thể sẽ kéo dài hơn. Đây là em nghĩ là tùy duyên thôi. À, mình đến đây thì như cũng là một cái duyên, đâu phải dễ gì mà mình gặp nhau ở trên một chương trình như thế này. Anh mong là em cho anh một cơ hội để cùng em tiến đến hôn nhân. Dạ em. Và anh sẽ tặng cho em một bài hát nữa. Bài dạ. hát tiếng Việt, giờ là bài hát tiếng Việt. Dạ. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sớt chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi, nói thiệt nha, tôi hài lòng về cái bên nhà trai này quá luôn à. Con gái á, là con phải chải tóc cao cao lên chút xíu, con nói chuyện con hay ngẩng lên chút xíu để cái mặt nó sáng lên. Dạ. Tối rồi nó là... sẽ bị u buồn. Đúng rồi, u buồn đó. Mặt con xinh chứ không phải là gì đâu, đừng có ngại nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta để tay nút bấm, bắt đầu suy nghĩ để xem cô gái đó có hợp với mình hay không, để xem chàng trai đó có phải là một nửa yêu thương của mình hay không, và kiểm tra lại xem đúng như trái tim mình mách bảo thì mình bấm nút
Còn nếu không, chúng ta không cần bấm nút. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi. Như vậy là được rồi đó. Giờ xin phép mẹ đi cho hôn vô má. Nụ hôn đầu tiên. Dạ con xin phép cô cho hôn bé ạ. Hôn bé. Dễ dàng hơn. Rồi. Qua coi đàn trai tôi đi. Đàn trai tôi man lắm á, chứ không phải có tính đàn bà đâu nha. Nào. Mời anh thầu xây coi dựng nè. Ông thầu xây dựng của tôi. Chào anh. Anh ơi. Giờ ví dụ như mà làm xây dựng thì mình có phải đi nhiều không? Dạ thì em cũng nói chung là đa số là làm thành phố, cũng rất lâu lắm cái việc. Dạ. Lý do tại sao anh đăng ký tham gia chương trình? Ai đăng ký cho anh hay là anh chủ động đăng ký tham gia? Bên này á, đàn gái yêu cầu phải sức khỏe, theo lúc nào một người đàn ông có sức khỏe và kiên cường. Em thấy làm xây dựng là chắc chắn là phải có sức khỏe rồi đó. Sao thấy sức khỏe mình ổn không? Có chơi thể thao gì không anh? Cái tướng ông thầu này là rất là xề xòa, dễ thương, có, ngồi kìa, con ngồi kìa, rất là thoải mái, thôi thoải mái, cho dù đi kiếm vợ ngồi trước ông già vợ thì cũng ngồi vậy luôn vậy đó. Tức là tính xề xòa thoải mái vậy đó, chứ ta vô ta gồng ta ngồi ta giữ dáng này kia ha, không ngồi xả phè rè luôn vậy đó. Đó cho thấy được rằng con người á gọi là rất là chân thật. Có sao để vậy luôn, thấy không? Rồi còn hỏi gì nữa không bà mối? Được không? Hợp không? Hợp. Hợp không? Hợp. Cái cảm giác họ mang lại khi em đứng giữa nó rất là nhẹ nhàng á. Họ rất là hợp. Mà anh ví dụ thầu xây dựng vậy là bây giờ ở Sài Gòn thôi đúng không? Không có đi tỉnh mà đúng không? Vậy thì được. Rồi, quá được rồi anh Linh ơi. Bây giờ thôi, mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Linh, hôm nay em tới tham gia chương trình em đi với ai? À, mẹ, em gái, bạn và gì? Dạ, xin chào người thân của Linh ạ. Dạ. Dạ vậy thôi hả cô? Cô thấy bạn trai bên đó làm sao? Dạ. Cô có biết lý do tại sao Linh đăng ký tham gia chương trình không? Hay là cô là người thúc đẩy hoặc là đăng ký giùm? Dạ. Dạ rồi, dạ cảm ơn cô. À, mời đàn trai. Không đi với ai? Mẹ, em trai và chị gái. À, rồi, xin chào bác ạ. Xin chào Thượng Linh, Tâm Thư. Dạ. Thank you.
Dạ nghe hiểu ạ. Dạ cô có thấy rằng hai đứa nó hợp nhau được không cô? Dạ. Dạ, bây giờ đàn trai thay mặt đàn trai nói chuyện với đàn gái vài câu đi để bên đàn gái cũng yên tâm, nếu tạo điều kiện cho hai đứa nó quen với nhau, nếu nó hiểu nhau. Đó, có bên đàn gái ngồi đó cô. Dạ cô. Linh. Dạ. Dạ, rồi nói với nhà xui tương lai đi, nếu tụi nó hiểu nhau tụi hai mình cho tụi nó tiến tới luôn. Rồi hai bà xui ôm nhau một cái đi, biết đâu mình xui da thiệt làm sao. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ cảm ơn mẹ của rồi. Linh, cảm ơn mẹ của Thông. Dạ con mời bác ạ. Đó, có như thế thì ở trên đây hai bạn này lại vững tin hơn nữa. Bởi vì câu chuyện ngày hôm nay có sự chứng kiến của hai họ luôn. Giống như một ngày đi coi mắt vậy. Nếu như hai người mà mở cái rào ra mà cảm giác rung động trái tim thì hãy bấm nút tạo cho cơ hội. Và trước sự chứng kiến của hai bà mẹ này, anh nghĩ rằng là nó sẽ thêm cái niềm tin cho hai đứa nữa ha. Rồi, bây giờ mình mở rào. Được hay không là do anh thầu với cô giáo đó. Còn mọi thứ đã ổn hết rồi. Bắt đầu đi Thông. Rồi quay qua đi em quay dưới qua. Em cứ quay là nó cứ xoay thôi. Đó. Đứng đó đứng đó đứng đó. Cô còn tặng quà gì kìa. Đứng kế bên luôn Thông. Đọc bài thơ đi. Ngồi đi đọc bài thơ đi. Ừ, ngồi xuống đọc coi viết cái gì đó. Đọc được không? Quay đối diện qua luôn em. Bé. Viết chữ không được nhưng mà đọc chắc được mà. Đọc đi em. Đó. Trời ơi, đẹp, nó viết chữ đẹp với xạo luôn rồi mọi người. Còn em có chữ nào em thử em viết vô đây vài chữ anh coi coi. Có cái viết không? Ủa có luôn hả? Nhưng mà đọc không ai đọc được đâu, chứ có một mình em biết đọc được à. Em biết không ai đọc được luôn. Gửi vợ Trương Chi. Không phải đâu. Tương lai, trời ơi. Gửi vợ Trương Chi. Trời. Đọc chắc tôi lòi con mắt câu luôn á. Đâu em đọc coi đi. Coi em đọc nha. Chữ nào không thấy chị luôn á. Đâu em coi coi. Hai dòng em chữ xác minh thử chữ xấu cỡ nào. Để em đọc luôn đi. Nói chung là ông đang trét hồ đó á. Gửi vợ. Thôi anh đọc đi anh. Em biết có mấy tự em ít à. À. Gửi vợ tương lai của anh. Nói chung là để có ngày hôm nay thì cũng nhờ chương trình anh đã chờ ngày lắm rồi. Trong lòng anh rất bờ hờ lo lắng. Em hãy cùng anh và mình cho nhau cơ hội mà
để em về cho một nhà. Đọc xạo quá đi. Đọc lúc đó sao biết vậy thôi. Đọc cái gì tâm bậy tâm bạ, đọc. Một bài thơ nữa. Đọc. Rồi đọc bài thơ đi, đọc bài thơ đi. Biết luôn nè. Ông đọc không nổi luôn, thành ra ông đọc thêm á. Đúng rồi. Lần đầu khi gặp em là tình tôi ta tan vỡ hả? Ai nói tan vỡ chữ rồi tan vỡ. Sẽ đọc chữ tờ đó. Tình tôi ừ chớm nở. Xin em đừng hờ hững để tình đẹp như mơ. Đưa anh coi coi. Đúng rồi, em tự sáng tác mà em viết mà sao mà em ra đọc không được luôn á. Lần đầu khi gặp em là tình tôi chớm nở. Xin em đừng hờ hững để tình tôi đụng như đẹp như thơ. Đụng như đẹp như thơ. Đã, rồi chữ đẹp cứ y chữ đụng chứ. Cha mượn, em mượn bức thư. Thôi hai cái so nhau để làm kỷ niệm thôi. Đây mọi người. Ừ, để cô giáo đọc đi. Trước khi cô giáo đọc thì mọi người hãy coi hai chữ viết cô. Thì dĩ nhiên này người thì ta bây giờ, cô chấm là nhiêu điểm cô? Bây giờ cái chữ này về còn gò được nữa không cô giáo? Đúng rồi, cái chữ nó không quan trọng. Quan trọng là người ta làm thành công hay không thôi. Sao có thể viết chữ đẹp tới mức độ như vậy? Viết như in vậy đó mọi người, viết như cặp kịch in vô đó. Mời cô giáo. Yêu, dĩ nhiên là yêu rồi. Đây, đúng không? Bây giờ mình sẽ đổi thư đó. Cô giáo giữ thư để tình đẹp như thơ khó đọc quá. Kỷ niệm đây. Nói chung á làm kỷ niệm thôi. Em lương chẳng nhiều, anh có thương không? Anh có yêu không? Hồi nãy vậy mà bịa thêm anh có yêu em không? Trời ơi. Rồi, bây giờ hai bạn mình đây anh bỏ vô đây cho. Nói chuyện với nhau về cảm nghĩ về chung, lần đầu tiên mình gặp nhau như thế nào. Đừng có ngại gì chữ về ấy thì kia nha. Em thấy anh sao? Em nghĩ là mới có lần đầu gặp nhau mà không thể nào mà thấy sao được. Mình phải trải qua quá trình. Đâu có em cảm nhận chứ. Bởi vì trong cuộc đời á là ảnh ba mấy tuổi mới gặp em đó. Bởi vì không bao giờ mình nghĩ mình sẽ gặp nhau ngày hôm nay. Thật ra cái cảm giác mình gặp một người lạ thế nào. Rồi anh thầu xây dựng anh nhìn cô giáo có thấy sao? Nhưng mà cổ nói câu rất dễ thương. Em làm cô giáo, lương em không có nhiều, anh có thương em không? Nói chung là mình đã xác định đó, là cái suy nghĩ của mình đó, mình xác định là ví dụ như mình có khả năng lo cho gia đình mình với lý do đó là quan điểm sống của mình. Mình sống rất là tự lập. Rồi bây giờ mình tính hẹn hò sao đó, hỏi coi em thích gì đó, hỏi đi. Hỏi coi em tuần ăn rảnh mấy lần mình đón đi chơi gì đó. Mình nói tí xíu về quan điểm về tình yêu của mình như thế nào.
quan điểm về hôn nhân của mình như thế nào. Bởi vì thực sự hai bạn ai cũng chững chạc hết rồi, ai cũng trưởng thành hết rồi, thì mình cứ thoải mái chia sẻ với nhau, không có vấn đề gì ngại ngần cả, thẳng thắn với nhau ngay từ đầu, để sau này là lỡ mà có gì á, đây á, mình đem ra mình làm biên bản